Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong bản đánh giá đe dọa thường niên năm 2024, các cơ quan tình báo Mỹ mới đầy viết một Trung Quốc đầy tham vọng nhưng đầy lo lắng một nước Nga hay đối đầu, một số cường quốc trong khu vực như Iran và các chủ thể phi nhà nước có năng lực hơn đang thách thức các quy tắc lâu đời của hệ thống quốc tế, cũng như vị thế của Mỹ trong đó. Theo hãng tin Reuters, báo cáo chủ yếu tập trung vào các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga, những đối thủ lớn nhất của Mỹ, ba năm sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý đến nguy cơ xung đột rộng hơn liên quan đến chiến dịch chống lại Hamas của Israel ở giải Gaza báo cáo cho biết Trung Quốc đang hỗ trợ kinh tế và an ninh cho Nga. Báo cáo cũng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ để cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Báo cáo cũng đề cập đến các mối đe dọa về thương mại. Từ đó, lưu ý rằng quan hệ về thương mại giữa Trung Quốc và Nga gia tăng kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine và xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc có tiềm năng sử dụng cho mục đích quân sự tăng hơn 3 lần kể từ năm 2022. Bên cạnh đó, trong lời điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, giám đốc tình báo quốc gia Avril Haines lưu ý cuộc xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas có thể gây bất ổn toàn cầu. Trong diễn biến khác, tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã tiết lộ vũ khí bí mật của Nga, đó chính là đoàn kết dân tộc. Tổng thống Vladimir Putin đưa ra nhận định này trong cuộc gặp những người chiến thắng trong cuộc thi các nhà lãnh đạo nước Nga ngày 12 tháng 3 tại điện Kremlin các nhà lãnh đạo nước Nga là sáng kiến của chính phủ nhằm phát triển thế hệ lãnh đạo mới. Trả lời một binh sĩ thuộc quân khu phía Bắc tham gia cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh, vũ khí quan trọng nhất của chúng ta là sự đoàn kết của xã hội Nga và thái độ hướng về tổ quốc như các bạn và những người bạn phụng sự đã thể hiện. Đó là vũ khí quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất của chúng ta. Cuộc thi, các nhà lãnh đạo nước Nga bắt đầu từ năm 2017 trong khuôn khổ dự án Nga, vùng đất của những khả năng. Mục tiêu của dự án là nuôi dưỡng một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ mới. Gần đây, dự án đã được mở rộng với chương trình được thiết kế riêng cho các cựu chiến binh trong cuộc xung đột với Ukraine. Những người chiến thắng mùa thứ năm của cuộc thi đã nhận được giải thưởng tại Moscow vào tháng trước. CNN ngày 11 tháng 3 dẫn báo cáo tình báo của NATO và các nguồn thạo tin cho biết, Nga hiện sản xuất được khoảng 250.000 viên đạn pháo mỗi tháng, tương đương 3 triệu viên mỗi năm. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu EU chỉ có thể sản xuất khoảng 1,2 triệu viên đạn pháo mỗi năm để chuyển cho Ukraine, theo một quan chức tình báo cấp cao châu Âu. Một quan chức Mỹ tiết lộ, mục tiêu của quân đội nước này là đưa sản lượng đạn pháo mỗi tháng lên mức 100.000 viên vào cuối năm 2025, chưa bằng một nửa năng lực sản xuất hiện nay của Nga. Mục tiêu này đang trở nên xa xôi trong bối cảnh gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ dành cho Ukraine vẫn mắc kẹt ở quốc hội một chỉ huy cấp cao của NATO nói với CNN, những gì chúng tôi đang gặp phải hiện nay là một cuộc đua về sản xuất. Kết quả ở Ukraine phụ thuộc vào việc mỗi bên được trang bị như thế nào để tiến hành cuộc đua này. Theo các quan chức phương Tây, Nga hiện đang bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày, so với chỉ 2.000 quả một ngày từ phía Ukraine. Tỷ lệ này còn tồi tệ hơn ở một số nơi dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km. Sự thiếu hụt có lẽ xảy ra vào thời điểm mong manh nhất đối với Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Nguồn tài chính của Mỹ để trang bị vũ khí cho Ukraine đã cạn kiệt, và nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã phản đối viện trợ thêm. Trong khi đó, Nga gần đây đã chiếm được thành phố Avdiivka của Ukraine và được nhiều người đánh giá là có thể chủ động trên chiến trường. Ukraine đang gặp khó khăn không chỉ về đạn dược, mà còn thiếu nhân lực ngày càng trầm trọng ở tiền tuyến. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine một số hệ thống rất hiện đại, bao gồm xe tăng M1 Amram và sắp tới là máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho rằng cuộc đua này có thể thắng hay thua tùy thuộc vào việc bên nào bắn nhiều quả đạn pháo hơn. Quan chức NATO cho biết, vấn đề số một mà chúng tôi đang tập trung hiện nay là đạn dược. Đây là vấn đề mà Nga thực sự đang có được lợi thế, sản xuất đáng kể và có được lợi thế lớn trên chiến trường. Theo quan chức NATO trên, Nga đang vận hành các nhà máy sản xuất đạn pháo 24/7 với các ca luân phiên 12 giờ. Khoảng 3,5 triệu lao động Nga hiện đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, tăng so với khoảng 2 đến 2,5 triệu người trước xung đột. Quan chức cấp cao của NATO cũng cho biết Nga đang sản xuất từ 115 đến 130 tên lửa tầm xa và 300 đến 350 máy bay không người lái tấn công. Quan chức này lưu ý, mặc dù trước xung đột, Nga có kho dự trữ hàng nghìn tên lửa tầm xa trong kho vũ khí của mình nhưng hiện nay con số này chỉ ở mức khoảng 700 tên lửa. Quân đội Nga gần đây đã tập trung những vũ khí đó để sử dụng với số lượng lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ tên lửa của Ukraine. Nga cũng đã bổ sung bằng cách tăng cường sử dụng máy bay không người lái, triển khai số lượng máy bay không người lái trung bình mỗi tháng nhiều gấp 4 lần so với mùa đông năm ngoái. Hiện các quốc gia châu Âu đang nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt cho Kiev một công ty quốc phòng của Đức hồi tháng trước thông báo rằng họ có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine và cho biết sẽ sản xuất hàng trăm nghìn viên đạn cỡ nòng 155mm mỗi năm. Tại Đức, công ty này cũng đã khởi công một nhà máy mới, dự kiến sẽ sản xuất khoảng 200.000 quả đạn pháo mỗi năm. Các quan chức Mỹ và châu Âu nhấn mạnh rằng, mặc dù Nga có thể tăng cường các dây chuyền sản xuất của mình, nhưng các quốc gia tư bản phương Tây cuối cùng sẽ bắt kịp và sản xuất thiết bị tốt hơn. Trung tướng Stephen Baham, phó chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn, nếu Nga thực sự có thể kiểm soát nền kinh tế thì họ có thể tiến nhanh hơn một chút so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, phương Tây sẽ có sức mạnh bền vững hơn. Phương Tây chỉ mới bắt đầu tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng để bổ sung khả năng đạn dược cần thiết. Sputnik dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Binstrom hôm 12 tháng 3 cho biết, Stockholm sẵn sàng cho phép các nước thành viên NATO triển khai quân đến nước này nhưng không liên minh thiết lập căn cứ đồn trú lâu dài. Ngoại trưởng Binstrom nói, các nước thành viên NATO được phép hoạt động ở Thụy Điển, nhưng chúng tôi không muốn NATO đặt căn cứ đồn trú. Thụy Điển chính thức gia nhập NATO vào ngày 8 tháng 3, trở thành quốc gia thành viên thứ 32 của Liên minh trụ sở NATO tại Brussels, đã tổ chức lễ trao cờ cho Thụy Điển trước đó vào ngày 11 tháng 3 ở Brussels, Bỉ. Cờ của Thụy Điển cũng được kéo lên, đồng thời với cờ của 31 đồng minh khác tại các bộ chỉ huy của NATO trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hoan nghênh Thủ tướng Thụy Điển Ulrich Tesson tới dự sự kiện, đồng thời nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này cũng theo tổng thư ký Stoltenberg, việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa của liên minh quân sự này vẫn rộng mở. Thụy Điển, quốc gia không có chiến tranh trong hai thế kỷ, đã xích lại gần hơn bao giờ hết với NATO trong những thập kỷ gần đây, một phần vì lực lượng quân đội của nước này đã bị thu hẹp lại sau khi Liên Xô sụp đổ. Với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, sau Phần Lan, tất cả các quốc gia giáp biển Baltic ngoại trừ Nga đều đã trở thành thành viên của liên minh quân sự này. Trước đó ngày 6 tháng 3, tờ Financial Times đưa tin, Thụy Điển với tư cách thành viên NATO có thể trở thành một trung tâm hậu cần đồng thời là điểm chuyển quân của NATO. Cuối tuần trước, Thụy Điển cũng đã tham gia cuộc tập trận đầu tiên với NATO mang tên Phản ứng Bắc Âu. Cuộc tập trận diễn ra tại Phần Lan và Na Uy với sự tham gia của 20.000 binh sĩ đến từ 13 quốc gia thành viên NATO. Theo Bộ Quốc phòng Thụy Điển, nước này đã đóng góp 4.500 binh sĩ. Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng với việc Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, các thành phố và tài sản quân sự quan trọng của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công gần hơn của NATO. Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Nima Khorami, nhà phân tích tại Viện Bắc Cực, nhận định tư cách thành viên của Thụy Điển đang mở rộng phạm vi hoạt động của tên lửa NATO, đưa các địa điểm chiến lược ở Kaliningrad và Saint Petersburg của Nga vào tầm ngắm. Ông Khorami cho hay Điều này sẽ bổ sung thêm một lớp gian đe để ngăn chặn sự tấn công tiềm tàng của Nga, do các lực lượng NATO có thể phản ứng hiệu quả trước những mối đe dọa theo thời gian thực. Saint Petersburg là thành phố thứ hai của Nga và là nơi tọa lạc của căn cứ hạm đội ban tích của Nga. Trong khi đó, Kaliningrad giúp Nga triển khai sức mạnh vào khu vực ban tích, bao gồm các hệ thống phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và tên lửa hành trình. Kaliningrad có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm tấn công vào khoảng trống Suwaki và các quốc gia vùng Baltic. Theo nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho hay, làm suy yếu tài sản quân sự ở Kaliningrad là điều rất quan trọng đối với các hoạt động của NATO. Ông Johnson nói, Thụy Điển đóng vai trò quan trọng tiếp nhận quân đội và năng lực của NATO một cách an toàn và khó bị lực lượng Nga nhắm tới trong khi Thụy Điển đủ gần Kaliningrad để triển khai các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Thụy Điển cách Kaliningrad 280 km, và đây là khoảng cách lý tưởng. Theo báo cáo mới của cơ quan tình báo Lithuania, Nga đang đáp trả sự hiện diện mới và mở rộng của NATO ở vùng Baltic bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và đặt tên lửa Iskander có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân ở Belarus. Từ lâu, Nga cáo buộc NATO đang tìm cách bao vây nước này tổng thống vladimir putin từng khẳng định việc nato mở rộng hoạt động là một phần lý do nga triển khai kế hoạch quân sự ở ukraina